Em chào các bác. Hôm nay em tiếp tục còn ít vỏ lạc hun. Đây, vỏ lạc hun này em hun. Vỏ lạc hun này theo kiểu đốt nó cháy không hết các bác. Cái này tạo ra một cái nguồn kali và lân rất là nhiều. Kali lân thì có tác dụng, lân thì có tác dụng về phát triển về hoa. Kali thì có tác dụng là làm nó là gần như là chất dẫn để cây phát triển lên. Nếu mà các bác muốn ra nhiều hoa thì các bác bón nhiều lân. Các bác muốn cây chính cao khỏe thì bón nhiều kali. Vỏ lạc hun này em bán 25.000 một cân bao ship. Đây, một bao như này nó được khoảng 7 cân các bác. Một bao to đùng này được 7 cân. Đấy, 25.000 một cân bao ship. Thế là vỏ lạc hun. Ứng dụng thời điểm bây giờ họ hay trồng lan kiếm. Lan kiếm nó rất là thiếu những cái chất kali dân. Thì người ta cho vào để cái bản lá nó càng ngày càng phình ra. Đấy, còn hôm nay em tiếp tục về thêm một bao mặc xuân nữa. Mặc xuân hàng không có lụ các bác. Mặc xuân hàng không có lụ thì một bó như này thì được 1 cân các bác. Mùa khô địa lan nó rất là nhẹ, một bó như này chỉ được 1 cân thôi các bác nhá. 1 cân thì các bác có thể trồng rất là nhiều. Ok rồi. Nó làm cho xanh vừa. Cái này em bán 6.000 cân bao ship các bác. Còn cái hàng lụ thì em bán là 15.000 một lụ. Lụ này em cũng rất là nhiều. Đây, sáng nay mới nhổ lụ nữa. Đấy, 15.000 một lụ. Đấy, nhà có rất là nhiều luôn. Đấy, 15.000 một lụ. Đấy. Mặc xuân nụ này thì em không có nhiều. Em bán mấy hôm nó không có nhiều cho nên bán mấy hôm là hết thôi. Số lượng mặc xuân không có lụ thì em có rất là ít. Mặc xuân có lụ thì em ít. Ví dụ 1 tấn thì em sẽ ra được khoảng 1 tạ lụ này thôi. Nó không có nhiều đâu. Còn đây là cốc mô này em bán là mùa. Cốc mô là vừa cái khay này. Đây là vừa cái khay 15 lỗ này. Đấy, cốc mô này vừa khay 15 lỗ này em bán với giá là, đấy, 15 lỗ đây. Em bán với giá là 10.000 là được 100 cái các bác nhé. Đấy, các bác chỉ cần đặt một cái key vào đây là các bác sẽ, cái cốc này sẽ có tác dụng cho đến hết 1 năm. Đấy, 1 năm sau cái key cùng lắm nó cao đến đây các bác, thì nó ăn vừa hết chất ở trong, vừa làm chật cái kín cái chậu này. Rất là tiết kiệm. Và khi mà đặt vào cái khay này thì các bác giải ra cái sạp này, nó sẽ rất là gọn gàng. Và các bác khi mà tưới nước, tưới một loạt là được. Hai nữa là khi mà đặt sạp như này các bác có thể phát hiện rất là dễ cây nào đang, ví dụ trong một khay này có một cây bị lợn lấm bệnh, các bác nhấc ra các bác mang chỗ khác, nếu không nó lây cho cả, nếu không nó sẽ lây hết cho các cả lũ đó luôn. Đấy, cho nên là đặt cái sạp này là rất hay. Các cái vườn lan ở Đà Lạt hay là Khánh Hòa hay Hà Nội thì rất nhiều người sử dụng những cái khay này. Khay 15 lỗ này em thanh lý có 5.000 một cái thôi. Còn cốc này là còn khay 12 lỗ này. Khay 12 lỗ này thì nó vừa cốc phi 10 này. Khay 12 lỗ này thì em thanh lý cũng 5.000. Khay 12 lỗ này thanh lý 5.000 rồi, cốc vừa của nó đây. Cốc này thì được 25. Nghĩa là khi các bác ươm kỳ từ lúc các bác đặt cắt cái thân tơ xuống đến lúc hết 1 năm ăn ngủ và hết năm sau mới phải thay giá thể. Đấy, cái này có tác dụng 25. Đây. Đấy. Nay em vẫn đang thanh lý khá là nhiều chậu, nhưng mà có những cái chậu này, chậu của tàu này thì em trồng nhiều địa lan thế nên không thanh lý. Đây, chỉ có những cái khay này làm thanh lý này. Đấy. Đấy, khay thanh lý. Đấy, mặc xuân của em nụ sắp dài thì các bác về cứ lấy về là chơi Tết thôi. Đấy, rất là ok. Còn đây là mút ươm kỳ Hà Lan em bán là 10.000 một viên. Mút ươm kỳ của Hà Lan. Bên này thì nào đang thanh lý, em còn bảng dớn. Em còn bảng dớn là em bán với giá là 13.000 một tấm. Đấy. Còn trụ dớn là 9.000 một tấm. Dớn cộng là 3.000 một cân. Còn mảnh dớn vụn này là 20.000 một cân bao ship. Đấy. Còn bên này là xanh Huế gieo hạt. Xanh Huế gieo hạt em bán với giá là 60.000 một cốc. Đấy, cây nó cũng cao tầm 6-7 phân. Đây. Hàng Việt Nam trồng thích lắm các bạn, càng trồng thì làm bộ lá càng đẹp. Đây, phan chí đây, càng trồng thì bộ lá càng ngắn và đẹp. Hàng Việt Nam cho nên chịu rét tốt lắm. Các bác nếu mà trồng lan kiếm Thái Lan thì mùa đông các bác chắc không, các bác sẽ chắc chắn là em mỗi năm các bác sẽ chết khoảng 4 đến 5 chậu kiếm Thái, vì nó chết rét các bạn. Còn kiếm Việt Nam này cứ để đây nó cũng không chết rét được. Ví dụ như cây vị hoàng này nó cũng bị cháy này, cháy vì bỏng lạnh này, nhưng mà nó không chết được. Nó khỏe lắm, Việt Nam, hàng Việt Nam nó khỏe lắm. Đấy, còn bên bên này thì chỉ có vàng cánh bầu với tuyết ngọc thôi.
không có nhiều. Vị hoặc sần thì em bán 500 một thân, đây hai thân này. Hoặc sần em nhiều, còn trần mộng là 90.000 một cân. Đây là cái sơ dừa xuất khẩu, cùi dừa xuất khẩu em lấy về em trồng kiếm, trồng địa lan này, ok lắm này. Cái này em bán là 160.000 một túi của nó 5 cân. Đây trần mộng, đây trần mộng. Trần mộng 9.000 một cân. Ở bên này em đang cải tạo lại vườn nên là đây có vị hoàng, đây vị hoàng là chậu này 2 thân 6 triệu này. Đấy. Đây mấy chậu toàn chậu vị hoàng to đẹp, sướng lắm. Đây chỗ này toàn vị hoàng này. Còn bên này em có cái mai tâm kỳ kiếm. Mai tâm kỳ kiếm này em bán với giá 1.2 triệu. Đấy, mai tâm kỳ kiếm. Còn đây là Phan Chí Sần này, là Phan Chí Sần này. Phan Chí Sần em bán 6 triệu với nó lỗi tí. Đấy, còn bên này là kiếm. Đây có vị hoàng, đây chậu vị hoàng này khá đẹp này. Chậu này được trải qua những trận rét kinh hoàng mà vẫn sống khỏe này. Rất là ok. Đấy, sừng trâu luôn. Đây, chậu này 6 triệu này. Đấy. To đẹp lắm. Đấy, bên em chỉ còn Chí Sần đây. Đấy, còn mấy chậu Chí Sần đây là hết rồi. Mình nhà em nhiều Chí Sần đúng không ạ? Đây Chí, toàn Chí đây. Trong này chúng em trong này ít bán đây. Các loại chậu gỗ em vẫn phục vụ các bác nhé, đầy đủ nhé. Que hồ điệp này. Que hồ điệp em thanh lý sắp hết rồi các bạn. Các bác tranh thủ 30.000 cân và bao ship thôi. Một cân thì được khoảng 25 que ngắn này. Còn chậu nhãn này. Chậu nhãn xỉ phi 20 là 45, phi 25 50. Đấy, còn chậu gỗ nghiến này, giá xỉ này. Chậu nghiến thì hơi đắt. Đấy. Còn lại là vỏ thông rêu rừng dấn vụn. Vỏ thông em bán 16.000 một cân. Cái loại số 3 này. Thông số 3 là 16.000 cân. Vỏ thông số 2 cũng là 16.000. Vỏ số 1 là ấy. Các loại phân xanh. Các loại chậu. Đây, chậu giả mộ, giả đất 21 là 6.000 này. Giả đất 18 là 5.000. Đấy. Dâng cả các bác. Xong trong nhà còn có gì không? Trong nhà thì chỉ có màng nhà kính sen thôi. Màng nhà kính sen đây khổ. Khổ 4,2 mét là 70.000 một mét. Khổ 6,2 mét là em bán 100.000 một mét bao ship. Đấy, bên này thì em còn móc inox loại 4.000, loại 7.000. Móc bẻ vai là 7.000, móc không bẻ vai là 4.000. Đấy, móc. Được không các bác?